và vẫn có một niềm tin bất diệt là chúng ta sẽ vượt qua được mùa dịch này và tất cả đều bình an, mọi thứ đều trở lại một cách bình thường cho cuộc sống mà người dân họ ấm áp, sung túc và đầy đủ hơn. Ngay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Thưa quý vị, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần nhà thơ chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng càng được phát huy trong thời đại hôm nay, ngay trong mùa dịch Covid-19 này. Khi trên nhiều phương tiện truyền thông, nhiều kênh thông tin, mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền rất nhiều tác phẩm thơ, nhạc phổ thơ đa dạng viết về các y bác sĩ, chiến sĩ biên phòng, công an ở tuyến đầu chống dịch. Những lời thơ đã truyền đi thông điệp bảo vệ bản thân và mọi người, nâng cao ý thức phòng tránh trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhà thơ Phan Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh nhận định về các tác phẩm thơ trong mùa dịch Covid-19. Đến nay thì đại dịch đã diễn ra và ảnh hưởng đến đời sống của đất nước hơn 7 tháng rồi. Và nếu như cái đợt đầu thì các nhà thơ, các nhà văn cùng tham gia với cái phương thơ rất là tự tin và những dòng thơ thật sự nắng sức ra đời rất nhiều. Tuy nhiên đợt hai này thì nhìn lại thì tôi thấy nó khác hơn lần trước. Thấy một cái bài thơ có độ lắng lại và thứ hai nữa là đại dịch nó như là một cái cớ, một cái nguồn cảm hứng để nhà thơ nhìn lại đời sống của đất nước, nhìn lại chính mình để mà sống chậm hơn và cũng chia sẻ với nỗi đau của con người. Có nghĩa là nhà thơ hay nhà văn không thể thoát khỏi cái nguồn sống của dịch, nhưng theo thời gian thì cái tâm thế, cái đường viết đã lắng lại, đã khác trước cái thời gian cách đây hơn 7 tháng trước là khi đại dịch mới bùng phát thì thơ cũng bình vỡ trên mạng, nhưng mà toàn những lời thơ chung cười. Và khi đó cũng có những sự phê phán, tất nhiên cái gì cũng cần có độ lùi thời gian. Khi mà ý hội và ra được theo cái dòng thời sự thì chúng ta cũng thông cảm với các cây bút vừa về có những tình nguyên trách nhiệm, nhưng mà đồng thời các cây bút cũng tình nguyện rằng khi mình đưa thơ ra cũng là cái trách nhiệm tới người đọc. Ngoài những vần thơ văn tính cổ động để cho nó thật sự kịp thời thì tôi cũng nhận thấy nó vẫn là sự đề tài mà còn lâu còn dài, các nhà văn nghệ sĩ sẽ có quyền sẽ tiếp tục viết về nó. Khi đó nhìn ở góc độ khác, ở chiều cực khác, và tôi cũng nhận khi đó thật sự ta hiểu một cách thâm hơn. Mọi người đừng quá chủ quan, tay phòng chống dịch Covid-19 của tác giả Tuyết Tần, Đình Sĩ ở Nghệ An. Đây là một trong số hơn 10 bài thơ về dịch bệnh Covid-19 mà nghệ sĩ Ngọc Sang đã thực hiện cho các tác giả thơ trên cả nước trong suốt thời gian qua, với mong muốn góp phần chung tay lan tỏa những tác phẩm thơ đầy ý nghĩa trong việc phòng chống dịch bệnh. Nghệ sĩ Ngọc Sang bày tỏ: tôi thấy các anh mà đưa bài lên file này nó hay quá đó, mình chỉ phép mình ngâm, mình tặng rồi mình đưa lên trên YouTube á để mà mình nói cái cách dập dịch và cái cách tránh dịch. Nhưng nhà thơ là cũng tầm lúc được, thì nhà thơ là người ta đưa lên có bài thơ được rồi, nhưng mà mình là nghệ sĩ, mình thấy mình cũng có cái cách nhìn chung tay với mọi người để phòng tránh nè. Mình thấy cái bài thơ đó nó đúng thực sự cái ý nghĩa của nó, giống như một cái lời tuyên truyền, nó gấp gáp và nó cái thông tin nó nhanh nhạy nhất á ở trong cái thời kỳ này. Thành ra nên là mình thấy cái giải bán nữa là mình thấy thường đây là cũng như là cái trách nhiệm của người nghệ sĩ, mình cố gắng mình diễn tải đưa lên, cứ bao nhiêu đưa lên cũng sợ có nhiều người ta sẽ ông cũng làm những năm Covid quá trời luôn, có nhiều người ta cũng nói gì mà đùa thật thì mình không biết, nhưng mà con cái là mình thấy cái đó là cái trách nhiệm của mình, mình cùng cộng đồng để mà mình chung tay góp sức cái tiếng nói của mình nhỏ nhỏ thôi. Có thể thấy ngay lúc này đây, mỗi nhà thơ, nghệ sĩ diễn ngâm thơ, mỗi người yêu thơ cũng là một chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền, cổ vũ nhân dân phòng chống dịch bệnh.